kinh văn Nhược tác thánh giải, tác hữu không ma, nhập kỳ tâm phủ, nãi báng trì giới, danh vi tiểu thừa, bồ tát ngộ không, hữu hà trì phạm, kỳ nhân thường ư, tín tâm đàn việt, ẩm tiểu đạm nhục, quảng hành dâm uế, nhân ma lực cố, nhiếp kỳ tiền nhân, bất sanh nhi báng, quỷ tâm cửu nhập, hoặc thực thỉ niệu, dự tiểu nhục đẳng nhất trùng câu không, phá Phật luật nghi, ngộ nhập nhân tội, thất ư tránh thọ, đương tòng luân trị. Việt dịch, nếu nhận là chứng thánh, liền có loại ma không nhập vào tâm phủ, nó liền phỉ bá người giữ giới, gọi họ là tiểu thừa, cho rằng Bồ Tát đã ngộ tánh không có gì là giữ là phạm. Người này ở nhà đàn việt uống rượu, ăn thịt, phóng đãng dâm ô, do ma lực nên nó nhiếp phục được mọi người không khỏi tâm nghi báng nó. Sau khi ma nhập vào tâm rồi, nó khiến hành giả ăn phân uế, uống nước tiểu, ăn thịt uống rượu. Cho những thứ này đều là không, nó phá hoại luật nghi của Phật, làm cho người khác mê lầm phạm tội, lạc mất chánh định sẽ bị chìm đắm. Giảng nếu nhận là chứng thánh nếu xem đây như là sự chứng đạt quả vị thánh liền có loại ma không nhập vào tâm phủ ma nhập vào chiếm hữu xác thân hành giả ma liền phỉ báng những người giữ giới coi họ là tiểu thừa ma nói đừng giữ giới làm gì đó là pháp tiểu thừa hàng bồ tát đại thừa không nên bị phiền toái trong những câu thúc ấy các ông không nên quá quan tâm đến những giới ấy hoặc ma nói voi lớn không đi đường nhỏ kẻ đại ngộ không nên câu chấp tiểu tiết một khi ông là người đại ngộ rồi chẳng còn việc gì quan hệ đến ông nữa hết mọi pháp đều là không ta chẳng nói điều này trước đây hay sao rượu thịt trôi qua bụng còn phật ở tại tâm mọi pháp đều do tâm tâm chính là phật phật chính là tâm đó là những gì ma nói ma còn phỉ báng những người giữ giới chỉ có những người chấp dính vào tiểu thừa mới giữ giới đệ tử của đại thừa không bận tâm đến chuyện này thực ra phật tử tu tập theo đại thừa giữ giới rất tinh nghiêm hiếm có người hủy phạm giới cấm ma chỉ lừa dối những kẻ kém hiểu biết mà thôi thực ra những người ấy không bao giờ chịu học hỏi phật pháp và không tìm hiểu kỹ những đạo lý mà đức phật đã giảng giải đó là lý do tại sao bất luận những gì ma nói nó đều xem như một mệnh lệnh buộc người khác phải tuân theo buộc mọi người phải tin theo lời ma nói là đúng tại sao họ lại tin lời ma nói chỉ vì chưa bao giờ họ được nghe giảng dạy phật pháp và dù có nghe không hiểu được phật pháp là gì nói rằng hàng bồ tát đại thừa đã ngộ tánh không của các pháp có gì là giữ là phạm sao lại cứ giữ mãi giới điều hay lo sợ việc hủy phạm giới điều chẳng có các việc như vậy người này đã bị ma xâm chiếm ở nơi nhà đàn việt những vị phật tử thường hộ trì phật pháp và tin tưởng nó uống rượu ăn thịt phóng đãng dâm dục ý trong kinh văn phóng đãng dâm dục rất là quan trọng vì đạo phật dạy người không nên có tâm dâm dục mà tâm dâm dục của nó lại tăng trưởng mà còn khuyến khích làm việc dâm ô và người ta vẫn tin vì nó có ma lực do ma lực nên nó vẫn nhiếp phục được mọi người không khỏi tâm nghi ngờ hủy báng nó họ tin tưởng nó một cách cuồng nhiệt sau khi ma nhập vào tâm rồi nó khiến người ấy ăn phân uế uống nước tiểu ăn thịt uống rượu cho những thứ này đều là không vì hành giả đã bị ma nhập rồi nên không biết được phân là thứ bất tịnh và nó thường uống nước tiểu nó nói rằng phân uế nước tiểu là thứ bất cấu bất tịnh nó dùng ý từ kinh bát nhã để ngụy biện đó là chỗ hiểu sai ý nghĩa của kinh điển. Ma sẽ cư xử bằng cách biểu hiện sự bất cần mọi việc, dù nó sạch sẽ hay dơ bẩn. Nó sẽ tuyên bố ăn thịt uống rượu là không, ăn phân uế và uống nước tiểu là không. Nói tóm lại, nó cho tất cả đều là không. Nó phá hoại luật nghi của Phật, làm cho người khác mê lầm phạm tội, thế rồi lạc mất chánh định sẽ bị chìm đắm.